sao U20 Việt Nam đứng thứ hai bảng F? Kết thúc hai lượt trận vòng loại U20 châu Á, U20 Việt Nam và U20 Indonesia bằng nhau trong các chỉ số chính. Chiều tối ngày 16 tháng 9, cùng các bảng đấu khác tại vòng loại giải U20 châu Á, bảng F có đội tuyển Việt Nam diễn ra lượt trận thứ hai. Ở trận đấu sớm vào lúc 16 giờ, U20 Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước U20 Timor-Leste. Hai bàn thắng trong vòng chưa đầy 15 phút của Thanh Nhàn và Vĩ Hào giúp U20 Việt Nam sớm có lợi thế để chủ động trong lối chơi. Nhưng cũng phải đến những phút cuối 83 và 85, Xuân Bắc cùng Văn Khang mới ghi liên tiếp hai bàn để ấn định chiến thắng cho thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Vài giờ sau, U20 Indonesia gặp U20 Hong Kong Trung Quốc và dễ dàng giành chiến thắng 5-1. Điều thú vị là bàn thắng của U20 Hong Kong cũng được ghi. Nhờ tình huống đá bồi sau khi cú đá 11m không thành công, chỉ khác là họ rút ngắn tỷ số 1-3 ở trận gặp U20 Indonesia, còn ở trận gặp U20 Việt Nam là rút ngắn tỷ số 1-4. Hai tỷ số này là sự hoán đổi so với lượt trận đầu tiên khi U20 Việt Nam thắng U20 Hong Kong 5, một còn U20 Indonesia thắng U20 Timor Leste 4-0. Điều đó có nghĩa là trên bảng xếp hạng lúc này U20 Việt Nam và U20 Indonesia bằng nhau về mọi chỉ số cùng thắng 2 trận, cùng ghi 9 bàn, cùng thủng lưới một lần, và cũng có 6 điểm. Tuy nhiên, trên bảng xếp hạng U20 Việt Nam bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Do các chỉ số chính của hai đội đều bằng nhau, và lại chưa đối đầu trực tiếp, nên tiêu chí để phân chia thứ hạng lúc này là chỉ số fair play. Về khía cạnh này, U20 Việt Nam bị 3 điểm trừ, vì đã nhận 3 thẻ vàng. Trong khi U20 Indonesia chỉ bị trừ 2 điểm vì 2 thẻ vàng. Theo quy định của vòng loại, trừ một điểm đối với thẻ vàng, trừ 3 điểm đối với thẻ đỏ gián tiếp, hai chiếc thẻ vàng, trừ 3 điểm đối với thẻ đỏ trực tiếp, trừ 4 điểm đối với thẻ vàng, sau đó thẻ đỏ trực tiếp. Với tình thế này, U20 Việt Nam muốn giành vé trực tiếp vào vòng chung kết U20 châu Á thì phải thắng đối thủ ở lượt trận cuối. Hoặc cách khác là hòa, nhưng phải kèm điều kiện đối thủ phải nhận nhiều thẻ phạt hơn U20 Việt Nam hai thẻ vàng, hoặc có cầu thủ bị thẻ đỏ. Trong trường hợp hai đội hòa và U20 Indonesia chỉ nhận một thẻ vàng, trận đấu sẽ phải giải quyết bằng đá luân lưu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.